Phương Trinh Jolie bị ông xã dọa bỏ nếu còn tiếp tục giao kéo. Nữ ca sĩ tâm sự cảm thấy may mắn khi đã đi phẫu thuật từ trước khi lấy chồng vì hiện tại dù vẫn muốn sửa thêm vài lần nhưng ông xã không đồng ý. Tập 11 có hẹn lúc 22 giờ vừa lên sóng với chủ đề vợ đi làm đẹp, có nên xin phép chồng hay không? Cuộc trò chuyện của đạo diễn Lê Hoàng, Đức Thịnh, diễn viên Quang Tuấn cùng khách mời diễn viên, ca sĩ Phương Trinh Jolie nói về vấn đề làm đẹp. Đức Thịnh cho biết bà xã anh thường xuyên đi chăm sóc da mặt, massage hoặc sử dụng các phương pháp chăm sóc sắc đẹp nhưng không phẫu thuật thẩm mỹ. Nam đạo diễn bày tỏ bản thân không thích vợ đi thẩm mỹ, thậm chí những lần vợ đi chăm sóc sắc đẹp đều được anh nhắc nhở. Đức Thịnh nói thêm, tôi thích Thanh Thúy là từ gương mặt của cô ấy, tôi yêu gương mặt cô ấy rất nhiều và thường ngắm cô ấy khi ngủ nữa. Nên mỗi lần ai nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi đều lắc đầu không đồng ý. Về phần diễn viên Quang Tuấn, nếu người phụ nữ muốn đi sửa cho đẹp để chồng ngắm và tốt hơn cho công việc, anh thấy nên ủng hộ. Nhưng đừng cảm thấy chưa hoàn hảo mà bị nghiện thẩm mỹ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng tình với Quang Tuấn, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đàn ông thích đặt cái đẹp lên trước nên người phụ nữ mới muốn đi làm đẹp. Theo nam đạo diễn thì việc phụ nữ thích làm đẹp là do cách cư xử của người chồng, nên việc có xin phép hay không phụ thuộc nhiều thứ. Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, Phương Trinh Jolie nói phụ nữ muốn làm đẹp là một điều tốt. Phụ nữ cảm thấy mình chưa đẹp và muốn làm đẹp có nghĩa là mình đã biết cố gắng hơn. Và mình phấn đấu tự kiếm tiền để làm đẹp cũng lại càng đáng khen. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng khi đã làm đẹp và được sự công nhận của mọi người thì nên biết dừng. Ngoài ra, Phương Trinh còn thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ không phải dễ vì nhiều bộ phận cô phải sửa tận 2 lần mới cảm thấy hài lòng. Nữ diễn viên bày tỏ bản thân khá may mắn vì những lần giao kéo. Đều là trước hôn nhân vì hiện tại dù vẫn muốn chỉnh sửa thêm vài lần nhưng ông xã Lý Bình không chỉ không đồng ý, thậm chí còn tuyên bố sẽ bỏ cô nếu còn tiếp tục. Tuy nhiên khi được Phương Trinh Jolie yêu cầu đi sửa cằm thì ông xã Lý Bình lại đồng ý thực hiện ngay. Nữ diễn viên cho rằng đó là điều bình thường vì đàn ông cũng muốn được đẹp trong mắt phụ nữ.